Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì con với lại chị Nhàn thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc với sự hỗ trợ đến từ các vị mạnh thường quân đã yêu thương và dâng tặng đến cho nhà thờ An Châu của cô chú những cái món quà rất là quý giá luôn. Đặc biệt là ngày hôm nay thì hai chị em tụi con sẽ đến đây để mà cho cô chú, anh chị và các bạn cùng xem về cái dàn âm thanh thiết bị đang được đặt ở phía trong nhà thờ. Và ngày hôm nay thì con cũng có nghe chỗ phía cha chia sẻ đó cô chú, thì cái phần đó mà nền gạch đá lót tượng đài Đức Mẹ cũng đã được hoàn thành rồi nè cô chú ơi. Thì nay hai chị em tụi con sẽ đến đây cho cô chú, anh chị và các bạn cùng xem nha. Đây, hôm trước khi mà con với lại chị An đến thì những cái viên đá này nè còn nằm ở phía ngoài kia, thì hôm nay là đã được lót hết hoàn toàn rồi nè cô chú. Giờ mình sẽ thử đi lên xem như thế nào nha. Đây là những cái viên đá được lót xuống tượng đài Đức Mẹ. Đức Mẹ thì đang đứng ở phía trên đây. Dạ, ở dưới đây thì mình làm một cái chỗ giống như là cái sân khấu vậy đó hả chị Nhàn. Thì có nghe nói là những cái ca đòn thì buổi chiều sẽ đến đây để mà hát diễn tập nè. Rồi ở phía dưới thì sẽ có mấy cô mấy chú và em nhỏ sẽ ngồi xem đó chị. Này, ở phía dưới thì được lót đá rất là đẹp luôn nè cô chú. Và có thêm cái phần lan can này nữa cũng rất là đẹp luôn. Dạ, thì cái phần này là được một vị mạnh thường quân giấu tên gửi tặng đến và dâng tặng về cái phần nền gạch đá lót tượng đài Đức Mẹ với giá là 40 triệu đồng thì cũng đã được hoàn thành xong hết rồi đó cô chú ơi. Hai chị em tụi con thì rất là cảm ơn vị mạnh thường quân giấu tên luôn. Kính chúc cho mạnh thường quân giấu tên luôn luôn dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nha. Dạ, đây mình đi đường này xuống cũng được nữa nè. Cái gạch đá này thì nó an toàn ha, mình đi dạ. Nước trời mưa đổ ngoài trời nó không có bị nó không bị trơn trượt luôn á, tại vì nó cái loại gạch này nó cũng lạ nữa hả chị Nhàn, thấy nó lạ ha, nó có kim tuyến vân vân lên kìa. Nhìn kích thước thì giống như là cái miếng đan vậy. Dạ. Nhưng mà qua văn thì không giống. Dạ, đặc biệt thì ngày hôm nay về cái phần dàn âm thanh phía trong nhà thờ để mà cho các ca đòn đến đó cô chú thì cũng đã được làm hoàn thành rồi. Bây giờ hai chị em tụi con sẽ vào cho cô chú xem nha, và đang trong quá trình lắp nữa. Chào mấy chú, đang tỉa cây đang mà đón Tết. Dạ, thì ở phía trong nhà thờ đó cô chú thì các ca đoàn cũng như là các giáo dân đó thường sẽ đến nhà thờ để mà ca hát và cũng như là nghe cha đọc những cái bài rất là hay luôn. Và dạ, xin chào cha. Thì hôm nay bắt đầu đã có được cái dàn âm thanh rồi đó cô chú ơi. Mấy chị em tụi con nghe cha chia sẻ là có dàn âm thanh nên là phải chạy đến đây liền luôn á cha. Sau bao ngày trông ngóng mà khoảng cũng lâu rồi đấy đúng không cha? Cũng lâu nè. Dạ, thì hôm nay nhà thờ của mình bắt đầu đã có được cái dàn âm thanh rồi đó cô chú ơi. Dạ, cha thấy sao cha? Âm thanh mới rất là đẹp, hồi nãy chúng ta nghe âm thanh rất là ấm. Dạ. Hy vọng là chủ nhật này thì bà con đi lễ nghe nó rõ hơn. Dạ. Thì mình có thể quay gần lại để thấy dạ. Cái thương hiệu. Cha có thể cho chỉ dẫn cho hai chị em tụi con xem được không? Tại vì con cũng chưa có gành về cái dàn âm thanh này nó như thế nào á cha. Ở đây là cái này gọi là cái lo hay gì cha? Đây là cái này là cái loa, cái thương hiệu nè. Bose là một cái hệ thống âm thanh rất là có thương hiệu và rất là tốt. Hầu như giờ các nhà thờ đều sử dụng cái thương hiệu này. Là mình nghe nó sẽ ấm hơn và nó sẽ điều tiếng hơn. Dạ, mình có tổng cộng là bao nhiêu cái lo hết cha? Của mình là kích thước 2 cái nhưng mà chắc chưa gắn. Dạ. Đang gắn ở đây là tổng cộng đây là tất cả là 4 cặp ở đây. Còn 2 cặp bên 2 cánh. Dạ, thì ở tất cả đây là đều sẽ có lo hết nha cô chú ơi. Đây, 1 cái, 2 cái nè. Phía trong đây 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở đây là 8 rồi đó cha. Đây, lo này rất là vang và ấm luôn. Tổng cộng là bao nhiêu cha? 4, 5, 12 hả cha? 4, 6. Tổng cộng là có 12 cặp loa đó cô chú. Còn nữa hả? Còn dưới còn. À 16, 16 cái loa. Cái men này dưới quy tụ vậy dưới. Dạ. Đó là thợ hôm nay đang đi lại cái đường dây đang đây. Dạ, ở phía bên đây cũng có luôn. Đây, ở đây một cái phía bên đây nữa. Phía bên đây. Ở bên đây cũng có một cái luôn. Và ở phía ngoài kia là 1, 2, 3 3 cái loa nữa. Tổng cộng thì sẽ gắn lên là 16 cái loa nha cô chú. Em đi để tạo ở đây
Là nó còn cái miếng sơ, còn cái lược thì đáng. Cái này là cái vàng cái mới luôn hay gì cha? Hay là mới luôn. Cái vàng âm ly mới luôn. Cái ra chờ phước nó đưa nguyên cái tụng xe mới, đồ mới lên cái đó là cái này đang thử. Cái này là đang thử thôi ha. Dạ, vậy là cái hệ thống âm ly thì mình sẽ giấu ở trong này, mình để trong này. Mình cất ở trong đây hết cha. Một cái bức vách. Dạ. Mình để trong đây để mình điều chỉnh âm thanh cho nó tốt. Dạ. Em đang đấu dây đó, nó còn bề bộn đó. Mình đang đấu hôm nay thì cho cô chú anh chị và các bạn xem trước về cái quá trình gắn âm thanh nha. Rồi vài bữa là sẽ hoàn thành đúng cô chú. Giờ đang đợi chú Phước đang khiêng cái dàn âm thanh mới mình mới mua luôn để mà gắn trùng với lại cái dàn loa này. Còn cái hệ thống micro của ta đoàn ở đây nữa. Nhưng mà chưa có bục, chưa có gắn nè. Dạ. Nhưng mà cũng đã mang về hết rồi hả cha? Chỗ anh Quốc anh có rồi. Rồi. Chưa có cây, chưa gắn gì đó. Đây là cái loa chuẩn bị gắn. Nè, một cái loa đây. Khi em coi nổi không? Dạ nổi. Đây, cái mình để đây thử đi. Cái này là cái vàng. Mixer. Nguyên một cái thùng men rồi trong đó đây. Nguyên cái xe đó lên luôn, ở trong đó nó còn micro không dây, mới lại micro có dây, micro bàn thờ. Đưa lại đây. Thằng lãnh cho nó mình đem đây để đây luôn, mình quay luôn được. Dạ được. Cái kia rồi đó. Để đây cũng được. Còn mới chưa ra. Mới bóc vỏ ra. Đó. Rồi cái đó mở cái nắp này ra đi, đưa cái nắp này ra. Cái này gọi là cái bàn mixer. Chỉnh cho nó âm thanh. Micro. Nặng. Wow, đẹp quá. Trời ơi, quá trời nút luôn, không biết đường luôn. Để bỏ lên trên cái vàng chỉnh. Dạ rồi, để lên thử. Wow, đẹp quá ha. Mở ra cái nhà đó anh mở. Đặt cái đó lên đi, đặt lên đi. Cứ đặt lên đi Phước. Đây là bộ video không dây. Rồi tháo ra luôn cho mấy bạn coi luôn. Để xuống gì à? Nằm đây được không? Đây rồi. Mở lộn. Không có kinh nghiệm. Wow, cái này là cái gì? Micro không dây. Đó. Alo. Rồi, đó, đây là bộ micro không dây. Không dây. Đó, tức là bộ phát micro không dây. Còn cái bộ này là dây. Micro rất là đẹp. Dạ. Cái bộ này là đi. Ủa, còn mấy cái thùng micro xong đem đây. Đưa hết mấy thùng micro đây. Tổng cộng là bao nhiêu cái micro ha? Miro ca đoàn là 7 cái, Miro bàn thờ 4 cái, Miro không dây 2 cái là 89. 9. 13 cái. 13 cái. Tính ráp 8 cái nhưng mà không được kèm. Dạ. Chưa có khả năng. Thôi giờ bên đây cho 10 cái luôn đi. Để lỡ một lần khó, một lần cho. Còn đây là cái bộ này gọi là bộ quản lý nguồn. Quản lý nguồn. Tức là khi mà mình cấp nguồn vô để nó bảo vệ cho cái hệ thống âm thanh này. Dạ. Đó. Tức là qua nó để nó xử lý, nó lọc cái nguồn điện mình vô thiếu hay đủ vậy, nó bảo vệ cho nên cái dàn này là không có bị cháy. Dạ. Đó. Đó gọi là bảo quản lý nguồn. Còn cái bộ này là cái bộ controller, tức là để nó lọc cái tiếng cho cái bộ labo này nó phải đi với bộ của nó. Dạ. Ha. Cái bộ này mà phải đi với bộ của nó mới đúng. Đi với cái bộ. Đúng rồi, bắt buộc. Dạ. Tức là còn một cái em đi này nữa, mới nằm trong thùng đó nữa. Cha kêu đem lên luôn đây. Anh xuống nó đem lên hết luôn.
đem này, nó còn cái đó nó còn nằm trong thùng vì cho vô đây nó nặng lắm không có khiêng lên được đâu. Dạ. Một cái này không là 28 kg rồi. Ồ. Cho nên cho vô đây nhấc cái xe này không có khiêng nổi. Đó, em giờ nước em nhấc lên thử coi. Nhấc lên là nó hết hồn. Đó, đây đây đây. Rồi. Phụ kiện luôn chưa sư? Đúng rồi, đây là 4 cái micro này, là 4 cái micro bàn thờ. Để cho cha bóc cái này nữa. Nặng nha. Nặng lắm. Nặng cái ông đi mà. Mở ra luôn cho nhóm mình quay luôn là mình đưa vào. Đây đây đây. Để cho nó đầy đủ. Cái này. Mẹ nặng thật. Còn cái đó gì vậy chú Phú? Cái đó micro cái đoàn đó. Ờ, chú Phú. Đây, cái này là cái em đi giống cái mở ra thử cái. Wow, cũng 28 kg luôn hả chú? Đúng rồi, đó thì em nhấc cái na lúc sáng vô đẹp quá nhá. Ôi trời ơi, nặng lắm không dám nổi. À, cái nó nó trùng một bộ mình kêu. À một bộ, hai bên. Đúng rồi. Cái này micro ca đoàn, micro bàn thờ. Dàn âm thanh này phải khoảng bao nhiêu giờ nữa mới xong chú? Chú lắp không bao lâu? Lắp hả? Chắc phải 2 ngày. Ồ. Hôm qua là tại vì xuống nửa ngày, nhưng mà tại vì nó cũng còn một số cái chưa có đang hoàn thiện. Yeah. Mới có test được cái dây loa, mấy loa thôi. Còn mấy cái này nó dễ rồi, là bởi ráp vô là nó ghim dây là xong. Dạ. Yeah. Yeah. Chứ mình không có cần chỉnh gì đó. Không, chỉnh thì nằm trên đây thì yeah. Nó máy nó chỉnh, lúc đó mình đưa máy mình chỉnh. Yeah. Mình sẽ sử dụng máy tính mà. Cái này là ở đâu mang về hả chú? À, chú ở đâu Sài vậy? Gòn. Sài Gòn. Có biết quận 2 bây giờ là thành phố Thủ Đức không? Dạ biết. Biết vậy thôi à. Chứ chưa đi bao giờ chứ. Chứ đi quận khác không à. Ủa mình có đi quận 2 chứ ta? Chưa là, hay. Đây qua Ly Dơ, đây là Bộ Lộc. À. Đúng rồi, đấy Nguyễn Bộ và nó ráp hai cái này chồng lên nhau, chỗ này chồng lên. À. Cái này ráp xuống đây. À. Cái mixer nó sẽ nằm trong đây. À. Rồi, cái này thì mình chỉ sẽ không một cái đâu. Ôi trời đất ơi, cái gì mà nhóc hết trơn ha, nhiều thứ quá ha. Rồi lỡ mà nữa xong rồi cái chú điều cái là như vậy là hát vậy luôn á chứ mà chỉnh là không biết đường. Đó quá, cài đặt vô thì phải cài lại. Wow, cái đó là cái gì? Micro bàn thờ. Micro bàn thờ. Ví dụ như đó. À. Cái đó mình gắn vô cái đó. Đúng rồi. Chứ mình để lên cái bục này nè bác cắm. Dạ, mình để lên cái bục. Gắn vô. Mấy cái hội nghị người ta sẽ sử dụng. Cái này em biết nè. Rồi, nó là micro hội nghị. Mình vào đây. Rồi, xong. Đó, alo. Dạ. 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 Đó là 4 cái đó. À. Cái này là 4. 4 cái. Đây là micro ca đoàn. Micro ca đoàn. Micro ca đoàn này là của tất cả các ca đoàn hát. Gắn ở trên. Wow. Cái này là cho cha. Cho cha đó. 4 cái luôn. Cho linh mục 4 cái. Wow. Thờ 2 cái, 2 cái tòa giảng 2 cái. Hai cái to này có thể di chuyển được. Đúng rồi, vặn qua vặn lại. Yeah. Lên xuống. Quá là đẹp luôn á. Cái này là cái màu vàng á. Cái này là micro ca đoàn. Nó nhỏ xíu vậy đó. Đúng rồi. Đèn micro này gọi là micro hộp sướng. Hộp kiểu lắm. Tức là chỉ dùng cho ca đoàn thôi chứ nhà hát karaoke không được nha. À dạ. Đúng rồi. Đó. Thì khi nào mà ráp cho ca đoàn xong đó thì mới gắn vô. Cho mấy bạn nhỏ hay. Dễ thương quá. Giống như cái súng. Nhưng mà nó sẽ hút mạnh. Đó. Cái này là mình sẽ có một cái cây mình để đúng rồi, tức là cây hoặc là mình làm cái dàn ở trên mình cắm nó vô rồi mình phải dẫn dây. Là mấy bạn là ngồi hay là đúng đứng vậy hát? Khi hát là phải đứng hết, trong đứng. Nhà thờ là không có ngồi hát. Đứng. Đúng rồi. Cái cây đó là nó sẽ không nằm trong cái bộ của mình. Cái cây đó thì nó chỉ có hai cái chân nằm trong bộ thôi. Dạ. Tức là hai cái chân đứng bình thường là để cắm cái này. Còn cái bộ này á, nó sẽ gắn được trên, mình sẽ thiết kế một cái dàn treo. Dạ. Treo này. Cho nên là nếu mà bên đây hả ủng hộ luôn cho dàn treo đây càng tốt thì nó đồng bộ nó mới đẹp. Tại cái dàn treo đó nó cũng phải mua những cái gài micro này nè, không có chế được, không có tự làm được, phải mua. Dàn treo đó khoảng bao nhiêu tiền? Thì bình thường một cái cây bộ treo cánh của nó như vậy mà nó đi đúng bộ để chỉnh xa gần lên xuống thì bình quân là khoảng 500.000 cây. Là ở đây có 7 cây. À 7 cây. Còn hai cái cây này là mình dùng hai cái chân micro đó. À dạ. Thì để người ta linh động á, ví dụ như rút ra bạn solo rồi bạn hát để vô. Ừ. Còn cái này không có rút ra rút vô. Trong hệ thống âm thanh là mình chưa có cái dàn đó. Chưa có. Cái đó là tại vì cái đó nó là dàn cái đó. Đúng rồi. À, cái dàn đó không là khoảng bao nhiêu?
3,5 triệu. Cái chân không á, để mua bên cạnh cái này nè cha. 7 cái là 3,5 triệu. Thì mình phải mua 7 chân đó là 3,5 triệu. Đó là để nó duyên, còn chế không được. Hồi sáng con có bàn với Phước là cái đó không chế được đâu. Vì mình không có những cái răng để siết cái này nè cha. Cái này là răng đặc biệt. Mà cái cây ti của nó là nó siết vô đây, nó mới cài, nó mới zin của nó. Thì nó mới chuyên nghiệp, rồi mình tăng cái micro. Thí dụ của em thấp thì anh tăng xuống, bạn nào cao mình bước lên. Hoặc là xa quá mình kéo gần lại được đó. Còn nếu mà chế là hạn chết luôn. Dạ, cô chú anh chị và các bạn ơi, hôm nay thì mấy chị em tụi con và nhà thờ thị trấn An Châu xin chân thành cảm ơn đến Mạnh Thường Quân, đó là chị Mai Chiêu Nguyễn và hai con Elenan và Anderson đã dâng tặng cái dàn âm thanh trị giá là 150 triệu đồng đến cho nhà thờ. Thì hôm nay là nhà thờ đã có được những cái âm thanh rất là hay luôn cô chú ơi. Thì nãy giờ thì cũng test cho mấy chị em tụi con nghe thử, nhưng mà cũng chưa cho cô chú nghe được, thì con cũng sợ là bị dính bản quyền đó, cho nên là chừng nữa khi mà nhà thờ của mình có một cái dịp gần tới là cha có nói là khánh thành đúng không cha, thì mấy chị em tụi con sẽ vào, và lúc đó thì cha cũng có đọc những cái bài cho các giáo dân đến đó, thì lúc đó mấy chị em tụi con sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Dạ, thì ngày hôm nay khi mà gắp về âm thanh rồi, cảm xúc của cha thấy sao cha? Rất là vui, tại chủ nhật này thì có âm thanh để cho bà con đi dự lễ chắc chắn là nghe nó sẽ rõ hơn, giảng lời Chúa nó sẽ tốt hơn. Dạ. Thì cái dàn âm thanh cũng khá là tốt, nói chung là mẫu mã rất là đẹp, và nó cũng là một cái thương hiệu hiện giờ đang rất là thịnh, các nhà thờ cũng đang sử dụng cái thương hiệu này. Dạ. Ngày hôm nay thì mấy chị em rất là cảm ơn tấm lòng đến từ Mạnh Thường Quân đã gửi tặng một cái món quà rất là quý giá đến cho nhà thờ luôn nha. Dạ, một lần nữa thì xin kính chúc cho chị Michelle Nguyễn và hai con là Elenan và Anderson sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nha. Dạ, thay mặt giáo xứ hết lòng cảm ơn mà cô chú và gia đình đã hỗ trợ cho dàn âm thanh lên nhà thờ. Dạ. Xin chú chúc lành cho gia đình chúng ta. Dạ, con cảm ơn cha. Cảm ơn.